Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Cao Quê TV. Xin chào bạn nhá. Chào mọi người nhá. À, hôm nay mình sẽ quyết định mua cái ao để bỏ hoang này khá là lâu rồi đấy. Anh em mà có xem kênh là biết là anh em từ cái lúc mà anh em miền núi mình có bắt tháo cá ở đây một lần. Bắt cá một lần sẽ quyết định mua lại cái ao bỏ hoang này để xem quyết định xem lỗ hay lãi như nào nha mọi người nhá. 2-3 năm này. Thực ra thì anh em mình cũng không biết ở trong này có lượng cá như thế nào, chỉ biết là nó có cá. Có cá. Thấy quẫy nhiều lắm. Đấy. Nhưng mà thì chị chủ bảo là ao này lâu lắm chị không thả cá, cho nên là bây giờ anh em mình sẽ quyết định là sẽ mua lại để xem thử lỗ hay là lãi. Thử các bạn nhá. Ok. Thôi mình lấy cá thôi, mình lấy cá mình đi chợ các bạn. Đâu bán lại được đôi 3 triệu thì lãi ngay. Đây đây tài xử lý đưa tiền cho chị, trong anh em mình bắt đầu. Anh em mình mua cái ao đây 1 triệu các bạn ạ. Nói chung là lấy tầm khoảng tạ cá là lãi. Đấy. Nhưng mà quan trọng là không biết là có cá gì hay không, nhưng mà thế bà chủ bảo là không thả cá gì, cho nên là anh em mình thấy cá quẫy nhiều quá, cho nên anh em mình sẽ quyết định mua lại mọi người nha. Nói chung là coi như hôm nay anh em mình thử xem, một là đỏ thì ăn cả, biết đâu vét mẻ đầu mình tiên lại được đôi tạ thì thôi rồi đấy. Nói chung là mình cũng thấy có cá sộp các bạn. Đưa tiền cho chị ấy. Câu cá thì có cá sộp rồi, nên anh em mình sẽ mua. Nói chung là tầm khoảng 20 cân cá sộp thôi, lại anh em mình gỡ lại vốn các bạn. Nghe chị. Ở đấy mơ rồi. Vết mẻ đầu tiên mà được chụp đôi tạ. Không thấy chị ở đâu gọi nhưng mà không được, nên phải gọi điện thoại đây thì đây. Em gửi cho chị tiền ao cá nhá. Bọn em là mua cả nước đấy. Mua cả nước à? Vâng. Bây giờ phải thử mà xem lượng nước nó sâu hay nông như nào để anh em mình còn vét nhá mọi người nhá. Ok. Hãy đưa tiền cho chị thì mới xuống vét được đấy các bạn ạ. Rồi hy vọng là bọn em có lãi. Đấy. Không biết như nào, bây giờ anh em mình sẽ phải giải lưới để vét mẻ đầu tiên xem như nào mọi người nhá. Ok, chuyển đi. Rồi các bạn đón xem video xem là anh em Cơm Quê hôm nay lỗ lãi ra sao nhá. Nếu mà lãi thì vui, mà lỗ thì anh em mang về ăn chả có ảnh hưởng gì hết các bạn nhá. Khả năng gọi là mình phải tháo cạn, bắt cả lươn với lại ba. Thế bắt mấy buổi vào nhỉ? Bắt mấy buổi vào? Được luôn. Lãi phát là anh em mình bắt đầu lại cứ đi thu mua rồi các bạn ạ. Anh em mình mang lưới vét nhưng mà cũng tháo luôn cả cống ra để cho thoát nước các bạn nhé. Có gì anh em mình bắt thêm 2 buổi nữa, thêm lươn, thêm liếc nếu mà có. Chỗ cạn luôn. Thấy nước gì đúng không? À, anh em mình bắt đầu răng lưới các bạn nhé. Hôm nay nói chung là chưa làm gì là anh em mình thấy đỏ rồi. Ở đây có một bạn mặc áo đỏ. Và hy vọng là em động vào lưới để bọn anh có thể được tạ cá. Giới thiệu mọi người, đây là Huyền các bạn nhé. Huyền thì mới về khu anh em mình ở, nên là nhờ ra vét cá luôn. Em cứ tự nhiên lên. Chào khán giả của kênh Cơ Quê TV cả em nào. Xin chào mọi người. Mong là hôm nay anh em sẽ bội thu. Hy vọng là bọn anh sẽ được gì nhỉ? Có lãi. Cái này đủ để hết được ao không anh? Tức là gần hết đấy. Ok đấy. Thế thì chắc là đến ngày mai anh em mình mới thu hoạch xong cái này. Vì trong một buổi chiều thì nó không hết được. Ok. Thế thì mình nghĩ là không bị lỗ đâu. Kiểu gì cũng có cái ăn này. Đấy tầm khoảng 3-5 cân con 33 cũng được mà. Chục cân lươn là vì gốc rồi. Kéo mẻ đầu tiên đúng tạ cá rồi không ạ? Rồi gốc rồi. Đâu rồi anh em? Tại em vừa đuổi mấy con vào trong túi rồi các bạn ạ. Nặng không? Nặng không? Quá nặng. Nhưng mà bắt buộc phải kéo ao nhiều bùn. Không kéo này thì mình không bắt được những con mà nó giỏi. Mình vẫn có một cái để ui, cá quẫy to thế. Túi rồi. Có túi rồi. Có cá rồi. Dẫy vào mồm các bạn ạ. Ấy. Mấy cả là anh em mình có một cái thu hoạch nữa là tôm mà đúng không? Kiếm tí tôm cũng được. Tôm cá ao này đầy lươn luôn. Anh Niên bảo lãi rồi các bạn ạ. Khả năng được nhiều cá to đấy mọi người ạ. Mình vừa vét nửa ao rồi mới thấy một con quẫy trong túi luôn. Nghe có vẻ ấy thế. Nghe có vẻ ít cá đấy. Tại em đang kéo khá là nặng, mình nghĩ là có cá đấy. Có cá nhiều nó mới nặng vậy. Đúng rồi, hoặc là bùn. Giai đoạn này mới là giai đoạn hồi hộp để xem kết quả này. Kết quả mẻ đầu tiên, nếu mà mẻ đầu tiên mà ít thì chắc chắn là anh em mình sẽ lỗ. Nếu mà mẻ đầu tiên mà được đôi tạ thì khả năng anh em mình phấn khởi, là sau cứ đi mua ao thôi.
Còn sao anh em mình còn nhiều cái để mà gọi là thu hoạch ở cái ao này lắm. Xong là còn đi kiếm lươn nữa chứ. Ốc lươn này. Cá trai. Lại được con 33 thì lãi luôn. Ao này có đôi 33. Ao này bảo thấy bảo có hai con 33 nhưng mà kiểu gì tháo cặn mới bắt được. Ấy. Đây mình ra kéo phao cùng phụ kéo phao. Ba ba kéo. Em cứ kéo dần đi. Lắm anh ơi. Kéo theo bên kia kìa. Kéo đây. Em lên đây kéo cho. Đứng dậy. Không kéo nhấc cao. Ui tôm nhiều lắm. Kéo chú chú phải đứng dậy. Em kéo được như bà này này. Tài đứng lên đây. Để anh. Ui cái chép to. Kéo bay. Kéo cao bên kia, kéo cao bên kia. Ui. Từ từ lại rồi anh em ơi. Rất là nhiều tôm nhá. Cẩn thận kìa. Cẩn thận. Ừ, nhiều tôm hết bà nhỉ. Tôm tép. Tài bắt tôm vào đâu? Vào đây nhá. Đây chị cầm lấy đâu. Ui giời ơi. Bỏ sao nặng. Tôm này. Kéo chút từ đằng kia về đây thì thôi rồi. Ui nhiều chưa? Ôi ôi. Nhiều. Ôi khả năng không lỗ rồi. Cái này cứ 20-15. Ui con cá sấu to lắm anh ạ. To và ít vào vàng này. Ui dồi phi. Một sọt luôn. Nhả cái đầu của Hiền nó ra đấy. Anh em ơi. Bà cá cầm rồi. Để nhả ra. Đây rồi các bạn ơi. Mỗi em sộp. Mỗi em sộp với đây hai em chép. Ủa. Thật ra cũng rơi xuống 2 ao đấy. Lấy lưới này cho vào cái lưới nhảy. Cho vào cái sọt kia đi. Cái sọt đâu rồi, thùng đâu rồi. Đây đây để cũng ra lại. Không cá sộp là có. Đây, thành quả của phát vét đầu tiên, một con cá sộp. Mà khả năng mình và phải được chục cân cá rô phi. Mà ăn đổ ở đây không anh? Hay còn gọi là cứ để cạn đi. Đây, anh em mình sẽ đi bán cá mèo. Cá mèo à? Không làm cá chó nữa à? Em đi kéo cá lần này là lần đầu tiên hay là nhiều N lần rồi? Lần đầu tiên đấy anh ạ. Lần đầu tiên á? Bội thu đấy. Bà có đồ vào tráng không? Lần đầu tiên là chế đá là bội thu đấy. Giá mà tất cả chỗ này nặng tầm khoảng 7-8 lạng tốt. Ơ, thế nãy bà mang cái kiếm của bà bảo. Ui, ta to đâu nhỉ? Ở dưới em bới lên. Nó đánh ấy. Không không phải con đấy, con cá sấu chứ. Ờ. Đổ vào đây cho mang sáng. Đây, chép được mấy con liền. Được đây. Hai ba con thôi. Ui con này to ấy. Đây, ui giời ơi, con này. Như này thì thôi. Con này nấu cháo được rồi các bạn ạ. Nhưng mà dài. Chừng chỗ này anh em mình thu được khoảng bao nhiêu? Chỗ này chắc chắn là phải tầm cỡ đôi trăm rồi. 200 rồi á? Được ok, tuyệt vời. Nói chung là không chắc. Chúng ta làm mẻ nữa, làm mẻ nữa chắc cũng phải được tầm bằng này này. Tháo được mẻ bằng này nữa là 800 mà mình không tôm này. Còn lấy nữa. Thôi đồ qua tráng thì cắm. Đồ tráng cắm tráng. Đúng rồi, ok, cắm tráng đi. Đây nhặt tép này, đây cá gì bà nhỉ? Con này là cá mương. Cá mương nhỉ? Rán giòn ăn thì mắc phê. Ôi cá cả đàn. Không biết là chỗ các bạn gọi là cá gì. Cá này cá ăn ngon. Cá kiểu đúng không? Phải không? Cá mương. Cá mương. Cứ vét đấy tí nó rút thẳng vào đấy đuổi ra. Nhưng ngon lắm. Mà nhiều thì rán giòn mới ngon. Ta sẽ có cả rô phi mà. Thế ôm hết vào đấy thôi. Rô phi thì rô phi bé cái này bọn anh không dán đâu. Đây. Con này là cho những bạn nào chưa cá cảnh. Thôi. Ý anh em mình bảo rồi những con tầm này thì mang đi bán lấy hết. Bán cá mèo hết bà nhỉ? Bán cá mèo hết. Lần trước lên đây mọi người cứ bảo là đi bán cá mèo mình không hiểu, hóa ra là mang đi bán cá chó, cá mèo là bé quá là mọi người không ăn thì mọi người bỏ. Cá chó, cá mèo. Được hơn 100 tiền cá mèo rồi. Vâng. Tôm rất là to. Tôm khá là to luôn. Nhưng mà như này là đều nhá. Đây, cái này là ra. Rồi nếu mà thích thì anh em chuyển cả tép nhảy mà lại. Khách hàng tiềm năng của anh em mình đi rồi. Ai à, sao kiểu gì cũng có tiền rồi. Chưa gì đã mua hết 3 cân cá của anh em mình rồi. Đấy. Thế là đã có thu nhập rồi. 20.000 rồi. Rực rỡ. Chưa ra chợ mà được 20.000 là được rồi. Ý, anh cái kêu đâu anh? Có cân nhỉ? Có cân nhỉ? Chụp lại. À đây mày thuê. Mày thuê, ôi dồi ôi.
đồng tiền đầu tiên của anh em mình. Bà có cảm ơn cháu đầy. Bà có mua thêm không? Bà không có tiền lẻ. Anh em mình đã kiếm được 20.000 cho buổi hôm nay nhá, 20.000 đầu tiên. Chưa phải ra chợ. Phải cạn qua cái chỗ đấy cơ. À, tí nữa kiểu gì chắc cũng xuống. Anh em mình sẽ kéo lần hai nhá. Đây có kỵ vào kéo cùng rồi. Xuống đi em. Xuống đi em ơi. Thay áo đá. Chào người nhá. Xuống đi. Đấy còn tép nữa mà. Tép bán 150 cân nhá. Tép nhảy ấy. Ăn luôn. Không phải có bị chuối với nước băng chua mới ăn được. Ồ. Em dám ăn không? Để tí anh làm cho. Được, làm thì tép nhảy nhỉ. Ăn ngọt tép luôn. Theo bụng mày khỏe. Thôi. Còn húp cả nước luôn ấy. Thôi, không húp nước nữa đâu. Y rằng mày một ngọt nhờ húp nước ấy, y rằng vì đau bụng tải. Anh dự đoán là thế nào về mẻ thứ hai này nhỉ? Mẻ hai là đang được tạ. À là được gấp đôi mẻ thứ đầu tiên. Lấy bảo đảm bảo được tạ thì được 10 cân các bạn. Anh em mình mẻ đầu thì cá cũng khôn hơn, mẻ thứ hai thì cá nó hơn. Như hơn à? Dạ. Mai em câu cho. Câu vào lỗ mũi, mai cạn đồ. Anh em kéo đây, kéo đây. Anh em định kéo cho tụt cả phao lên đầu anh Niên à? Úi. Được, được, được rồi, được rồi, được rồi. Ăn. Cầm em. Thôi bội thu rồi. Vứt, vứt bờ. Vứt lên bờ này. Kéo cái chì lên tí nữa. Hai con. Hai con rồi. Con to đấy. Con này to hơn con nãy. Có một con cá sộp cũng tạm ổn các bạn được cả. Ôi giời ơi, to quên kìa. To thủng kìa. Hai con. Hai con à? Hai con liền. Hai con. Ngon. Rồi. Cho sang trắng. Được. Cá to nhỉ. Nhặt cái to nướng ạ. À to. Ui. Đây bà Liên mang cái rổ đấy lên đây. Đây có em nhiều này. Ai à, con này mấy có ấy rồi. Bé. Đây mang vịt thả cá giống. Em ơi. Chưa thịt được con này. Bé. Nhiều nhá. Mà lướng kéo lần ba nhưng mà ở trên này thì tiện lướng nào. Anh em mình luôn, anh em mình sẽ ăn luôn các bạn ơi. Lấy mấy con cá sộp lên đây. Cải rô phi đó, anh em ăn rô phi không? Có chứ, anh phải ăn mấy con cá to. Cá đốt à anh? Đốt. Cá nướng bóng đêm cũng được. Rồi anh em này giấy phết mình phết đây. Đấy, cái con bị anh gõ đây. Tiếp tục. Úi. Nhảy đi. Chết đát nó chảy xuống. Úi giời. Cẩn thận đấy, mang lên. Đấy, ui rồi. Cẩn thận nó nhảy xuống xuống ao kia nữa là anh em mình mất cá ăn đấy nhá. Em cho luôn vào đi kỵ. Con cá cái sổ bên kia kìa. Cho vào đấy. Đấy. Hết chưa? Hết rồi, ba con sổ thì anh. Chép thì thôi nhỉ. Không, chép xương lắm anh ạ. Con ít xương thì ăn. Thêm con có con rô phi to nữa. Đây đấy. Còn. Con hồng hồng cơ. Đây nướng tạm bằng này các bạn nhé. Đầu anh em sẽ kéo nốt đi bên đằng kia. Hôm nay ăn cá đốt mà. Cá tốt, nướng mọn. Đấy, đội kia thì đang chuẩn bị kéo lượt ba nhé. Anh em mình thì nói chung là thấy cá rồi. Phải ăn thôi các bạn ạ. Lấy củi luôn để nướng. Anh em mình tí nướng mọi ăn chấm với cả muối là ngọt nhất rồi. Không gì bằng cá tươi nha. Huyền được buổi bẩn hết quần áo rồi đấy nhở.
được bụi bẩn hết quần áo, bẩn hết người. Mà đi thế này cũng khá là vui. Anh được 20.000 rồi. 20.000 vẫn chưa được bát phở, nhưng mà cố gắng tí đã đi bán nốt. Tí nhờ Huyền đi ra đấy bán, khéo may ra đắt khách đấy. Anh em mình sẽ chơi quả nướng mọi dễ nhất. Em ăn cá kiểu như này lần nào chưa? Chưa. Chưa á? Hôm nay thử xem. Nhìn thì có vẻ vỏ ngoài nó hơi kiểu đen đen, nhưng mà tí ngọt cực. Anh em mình đốt luôn nhé. Lá tươi tươi phủ lên nó một cái cho nó đỡ. Không cần đâu, không cần đâu. Tí nữa mình không ăn da mình ôi. Nướng kiểu này cực kỳ đơn giản nhá. Bác nào muốn trải nghiệm thì về đây lên chơi với anh em Cơm Cuôi. Trải nghiệm thế này, nhưng mà cho các bác xuống kéo cá hơi mệt đấy. Mà làm tí ăn sẽ ngon hơn nhá. Nó một xíu đây nhỉ. Yeah, cho nó vàng vàng đi, xong rồi là. Ô, kinh nghiệm nướng cá phong phú đấy em. Không phải đơn giản đâu các bạn ạ. Sau buổi sau đi bọn anh bắt tiếp em nấu một món nhá. Huyền nữ công ra tránh mà các bạn ạ. Nướng cá rồi đấy. Nướng cá kiểu này là dễ nhất rồi. Con này lật được rồi. Lật đi kỵ. Lấy con dao lật. Đấy, chín ngon đét. Tí cạo cạo nữa. Hôm nay anh em mình quên không mang muối hạt dổi rồi. Chín ngon chưa? Ngon đét. Không mất cái thịt này. Không mất nước ấy. Nướng kiểu này không mất nước nên là thịt rất ngọt nhé. Mẻ thứ ba đây. Mẻ này chắc được cả cạ đi nhá nhỉ. Có không? Liệu liệu có cá sộp không? Có. Ôi trời, lên đi đuổi đi, lên đi đuổi đi. À, chú đi bộ về nhá, chú đi bộ về nhá. Anh em mình tạm thời dừng hôm nay ở đây nhá. Hôm mai mình sẽ cho nó cặn vì sẽ bắt tay. Con cá thì thối lưới. Sáng thì cân luôn. Mình sẽ cân cá, nhưng mà ăn cá trước đã nhỉ? Rồi, anh em mình ăn xong bắt đầu cân cá, nên anh em mình đã có anh Tuấn anh mua hết nha các bạn nha. Mua hết rồi. Cho hết vào xong là mang đi cân. Khả năng được tầm tạ đấy. Đúng rồi ơi. Tạ 10.000 cân là anh em. Xem là ngày đầu tiên là kiếm được bao nhiêu. Đến còn mai. Mai anh em sẽ tiếp tục cạn và bắt sạch luôn. Còn cá gì không? Nhiều đấy. Nhiều cá cỗ, nhiều đồi lắm các bạn. Nhiều đồi rất nhiều. Sộp kiêng. Đói chưa anh em? Đói rồi, mình đang đói rồi. Sốt ruột lắm. Mấy con này chín rồi anh ạ. Bây giờ những con nào chín thì mình ấy á. Anh em giải trí. Ơ, lấy cái lá chuối ra đây em ơi, chị ơi. Cho một cái lá chuối ra đây để anh em cho cá ra xong là cạo. Ui. Đây đây. Em. Đẹp đét rồi. Cho một cái lá chuối để đựng cá, một cái lá chuối bé. Đây anh chị ơi. Ngon đét. Anh em ơi. Dỡ, bây giờ cho hết ra là anh em mình sẽ lên ngồi cùng nhau ăn luôn nhá mọi người nhá. Này phải chơi cả pịa cá rô phi ngon pịa. Nướng này là mới ngọt. Anh ấy bảo ăn cả pịa cơ em ạ. Em biết pịa là gì không? Biết mà. Được rồi, bây giờ chuẩn bị bê ra thôi. Chuyển thôi. Nào, chị bê đi. Chị bê đi. Bê đi. Ngồi luôn bờ ao nhá. Giải hết lá chuối này ngồi. Cảm giác như này mới phê các bạn ạ. Ôi, kỵ hết nắng rồi chị ạ. Hết nắng rồi. Tay đâu nhỉ? Hôm nay không mang muối rồi, ăn với súp thôi nhá, không có gì hết. Rồi, mời các bạn vào mâm với anh em Cơm Quê nhá. Mời các bạn nhá. Anh em mình trước cạo cá đi. Cạo cá này. Cạo cá chuối ấy. Cạo đi, cạo đi. Đấy. Mọi người tài bụt nói quá các bạn. Để bóc lên ạ. Chấm ha. Để bóc lên. Cạo cho nó bớt than. À, xin mời bạn nhá. Ủa. Chuyển đi em. Ừ. Con này con da trơn nó bóc thì khác gì hết. Con này con nó vẩy nó khác. Ừ, ngọt lắm. Con này nó phải đút cho cái vẩy như thế. Đút cháy. Nào. Sợ ơi. Đúng rồi, bóc như kỵ nhanh hơn. Đấy, cầm bóc mà, con này bóc thì nhanh mà. Được rồi, chị đâu. Thời điểm này là thời điểm ngon nhất này. Còn đây là cứ phải phét được, bắt đầu anh em mình nướng luôn, ăn nóng này. Mấy cái con ruồi này ăn luôn bây giờ đây này.
Ăn à, không bị nha. Ăn kiểu này hơi đen tay tí nhưng mà ngon các bạn ạ. Ngọt. Vui. Tiếp ở đây này. Các bác nào thích bỏ phố về quê không ấy? Anh em cho trải nghiệm 1-2 ngày. Về quê ăn cá đốt. Đấy. Cá đốt này không mổ nó mới ngọt. Ngọt. Không bị mất. Không bị mất nước. Cũng không bị kiểu là mất tiết nhỉ. Nó không mất tiết thì nó cũng sẽ ngọt hơn rất là nhiều nhé. Không mất cái gì luôn. Kỵ thế nào? Cảm thấy thế nào? Ăn thế này có hợp lý không? Huyền anh tưởng là nhìn này nó không dám triển. Mà triển như này mới ngon đúng không? Ngọt đét. Anh nhìn nữa, thích ăn rô phi hơn à? Rô phi ngon hơn á? Như bản thân mình thì mình thích ăn con này hơn các bạn. Mình thì mình nó nạc thịt. Cái này ăn như kiểu quấn ấy, gà quấn ấy, ngon. Ăn cho nó sạch luôn. Rô phi nào có thịt ngon hơn. Tại anh nước chả nói. Đúng rồi. À, đi nói chung là xuống nước thì nhanh mệt nhưng anh đói. Đang đói anh rồi. Tóm lại là cứ phải thế này. Anh em mình tí ăn xong là mang cá đi. Mang cá đi bán. Đi bán. Đi chuyển thì cho anh Tuấn, anh ấy mua hết con cá bé bé này thôi nhưng mà mọi người cũng sử dụng để cho thức ăn cho mấy cái con gia súc gia cầm. Mình cũng lấy một ít về mình mổ. Đúng rồi. Rắn nhỏ là ngon. Hôm qua mình nó bé là mình lười mổ. Ui à, ông Kỵ lại ăn đấy nhỉ. Ông Kỵ lại cũng không biết ăn mấy nhỉ. Đâu. Nói chung là phải ăn chỗ nào nó đen đen có cả tí than ấy thì nó mới ấy. Ui cái dòng cá rô phi có trứng đấy. Rô phi đầy trứng luôn. Nó sợ bảo sao nó đẻ nhiều thế. Lẫy tưởng có tôm nhiều nhưng mà không có mấy vì nhiều cá treo đồi quá nó ăn sạch các bạn. Chắc là để mai anh em mình mới tiêu diệt được hết cá treo đồi mọi người nhé. Huyền mai rảnh, mai bọn anh tháo cạn ao đấy. Thích thì vào đây đi lội bùn bọn anh. Nó không thụt lắm đâu nó chỉ. Anh thấy đội phụ nữ là có cái kiểu đi tắm bùn các thứ để đẹp da mà. Bọn anh cũng tắm bùn mà. Em chưa được trải nghiệm đâu. Chưa được à? Ôi thì mai trải nghiệm luôn anh thật. Đây là tắm thì là chỉ có đen đi thôi. Không có trắng lên được đâu. Nhìn ra bọn anh là biết này. Thì em trải nghiệm xong rồi review cho các bạn nhé. Mỗi Kỵ chưa phải lội bùn mấy. Ông này ông ở trong nhà nhiều. Mai mặc quần trắng đi vào đây. Mai nhớ mặc quần màu trắng đi nhá. Vào lội bùn. Thử xem nước ao màu gì. Bùn ao kiểu gì. Ok, giờ anh em mình sẽ đi mang cá đi bán các bạn nhá. Tại em thì chạy nhiều. Đói rồi. Múc cá lên anh em ơi. Múc ra cái xanh này anh. Đúng rồi. Cái thùng xanh này à? Múc cái thùng này. Ok. Đấy. Cho gần chúng em. Mà sợ nặng đấy. Tí phải đỡ nhau. Đập cây này em. Thôi tài đỡ ở đấy. Múc hết chỗ này đi.